Xin nghỉ chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Ở video học hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ cùng làm thử cái đề thi cuối học kỳ 2 của môn toán lớp 1 nhé. Chúng ta có câu số 1 như sau. Yêu cầu các bạn khoanh tròn vào đáp án trả lời đúng. Ở câu số 1 này chúng ta có hai ý. Ý thứ nhất, người ta hỏi các bạn số lớn nhất có hai chữ số là số nào? À, số lớn nhất có hai chữ số chính là số 99 các em nhé. Như vậy các em sẽ khoanh vào đáp án đúng chính là đáp án B. Tiếp theo, điền dấu. Các em có thể điền các cái dấu lớn hơn, bé hơn, dấu cộng hoặc là dấu bằng để chúng ta được một cái câu trả lời đúng. Như vậy muốn điền dấu thì các em phải thực hiện phép tính đã. Các em sẽ tính ra ngoài giấy nháp xem kết quả của cái phép tính này bằng bao nhiêu. Vậy các em nhắc ra giấy nháp thì ta có 54 cộng với 21. Các em đặt theo hàng ngang, hàng dọc cho cô. Ta có viết 54 trước này, xuống dòng viết 21 này, dấu cộng ở giữa này, dấu gạch ngang thay cho dấu bằng này. Các em cộng theo thứ tự từ phải sang trái, cộng hàng đơn vị trước, 4 cộng với 1 bằng 5, sang hàng chục, 5 cộng 2 bằng 7. Như vậy sau khi các em đặt phép cộng ra ngoài giấy nháp, chúng ta được kết quả là bằng 75. Như vậy cái này bằng 75. Vậy 89 kem đi so sánh với 75 thì ta có 89 sẽ lớn hơn 75. Có đúng không nào? Đấy, đây kem sẽ điền dấu lớn hơn. Sang câu số 2. Kem sẽ đặt phép tính ra ngoài giấy nháp xem thử 78 trừ đi 12 bằng bao nhiêu. Vậy kem sẽ đặt phép tính ra ngoài giấy nháp. Đây, ta có kem sẽ đặt theo hàng dọc, viết số 78 trước, xuống dòng viết số 12 sao cho hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột hàng chục, dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Kem trừ theo thứ tự từ phải sang trái. Ta trừ hàng đơn vị trước, 8 trừ đi 2 bằng 6, viết 6. Sang hàng chục, 7 trừ đi 1 bằng 6, cũng viết 6. Như vậy, kết quả của phép tính bằng 66. Các em sẽ viết kết quả ở đây bằng 66. Được chưa? Tiếp theo, 34 cộng với chấm 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 bằng 47. Để làm được bài tập này, các em sẽ đặt tính theo hàng dọc như sau. Chúng ta viết số 34. Được chưa? Cộng với chấm chấm cho cô, chấm chấm cho cô. Đấy. Các em đặt hai cái chấm chấm như vậy cho cô. Rồi. Kết quả chúng ta bằng 47. Các bạn đã hiểu chưa? Đấy, viết số 34 này, dấu cộng này. Dưới số 3 các em viết cho cô chấm chấm, dưới số 4 viết cho cô chấm chấm và viết kết quả 47 phía dưới. Đến đây các bạn mới trả lời câu hỏi 4 cộng với mấy để bằng 7. Thì ta có 4 cộng với 3 sẽ bằng bằng 7. Như vậy 4 cộng với 3 bằng 7. Vậy các em sẽ điền số 3 vào đây. Được chưa? 3 cộng với mấy bằng 4 thì ta có 3 cộng với 1 bằng 4. Như vậy, cái số mà các em điền vào đây sẽ là số 13. 13. Như vậy ở đây các bạn sẽ điền số 13 vào đây. Các bạn hiểu chưa? Đấy, bố mẹ hướng dẫn chúng ta cái cách làm. Tiếp theo, 20 cộng với 45. Các em cũng đặt theo hàng dọc. Viết số 20 trước, xuống dòng viết số 45, dấu cộng ở giữa.
Dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Kem cộng hàng đơn vị trước, 0 cộng 5 bằng 5, viết 5. Sang hàng chục, 2 cộng 4 bằng 6, viết 6. Kết quả của phép tính ở đây bằng 65. Như vậy, kết quả bằng 65. Các bạn viết 65. Tiếp tục, chấm 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 trừ đi 6 bằng 60. Các em sẽ đặt phép tính như sau. Đây, các em chấm 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 này, trừ đi này, 6 này, bằng 60. Như vậy, các em sẽ trả lời cho cô, câu hỏi cho cô, mấy trừ đi 6 để bằng 0? Như vậy thì chúng ta có 6 trừ đi 6 bằng 0 đúng không? Mấy trừ đi 6 bằng 0 thì chỉ có 6 này. 6 trừ đi 6 bằng 0. Vậy ở đây cái số này sẽ hạ xuống. Như vậy 6 thì sẽ hạ 6. Như vậy ở đây các bạn sẽ điền cho cô số 66. Như vậy ở đây chúng ta sẽ điền số 66. Tiếp tục chuyển sang câu số 3. Ta có câu số 3 như sau. Thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2022. Vậy thứ 6 sẽ là ngày tháng năm nào? Như vậy các em sẽ viết cho cô như sau. Ta có thứ 4, các em sẽ viết thứ 4 này. Rồi đến thứ 5. Rồi đến thứ 6. Thứ 4, thứ 5, thứ 6. Thứ 4 là ngày 17 tháng 8. Các bạn viết này. 17 này, tháng 8 này. Thứ 4 17 tháng 8, tháng kem giữ nguyên. Tháng kem giữ nguyên cho cô. Ngày thì sau một thứ, cái số ngày này sẽ cộng thêm 1. Như vậy thứ 4 là ngày 17 thì thứ 5 sẽ là ngày 18. Còn tháng các bạn vẫn giữ nguyên. Tháng vẫn giữ nguyên. Đấy, thứ 6 thì các em lại sẽ lấy cái ngày này cộng thêm 1. Như vậy, lấy 18 cộng thêm 1 thì bằng 19. Các em vẫn giữ nguyên là tháng 8. Và 5 các bạn vẫn giữ nguyên. 5 thì vẫn giữ nguyên 2022. Như vậy, thứ 4 cô nhắc lại. Thứ 4 ngày 17 thì thứ 5 các em sẽ lấy cái ngày này cộng thêm 1 thì nó sẽ thành ngày 18. Giữ nguyên tháng các bạn, giữ nguyên tháng và 5 các em giữ nguyên. Thứ 5 ngày 18 thì thứ 6 các em lấy ngày 18 các em cộng thêm 1 nữa thì nó sẽ là ngày 19. Như vậy thứ 6 sẽ là ngày 19 tháng 8 năm 2022. Như vậy thứ 6 ngày 19 tháng 8. Như vậy thứ 6 sẽ là ngày 19 tháng 8 năm 2022. Tiếp theo, chuyển sang bài tập câu số 4. Em hãy viết lại các số từ 1 đến 20 theo thứ tự từ bé đến lớn. Như vậy, số bé nhất thì các em sẽ viết trước. Số lớn, các em sẽ viết tăng dần lên đúng không? Như vậy chúng ta từ bé đến lớn sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mười tám, mười chín và hai mươi. Như vậy đây là các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn đây các bạn. Tiếp theo các em sẽ viết theo thứ tự từ lớn đến bé.
theo, các em sẽ viết theo thứ tự từ lớn đến bé. Tức là số lớn thì các bạn viết trước, số bé các bạn viết sau. Ta viết số 20 trước. 20, 19. Các em sẽ viết theo thứ tự ngược lại của phía trên. Phía trên là từ bé đến lớn, thì bây giờ từ lớn đến bé thì các em viết theo thứ tự ngược lại. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Như vậy, đây chúng ta đã viết theo thứ tự là từ lớn đến bé. Chỉ viết đến số 1 thôi, vì người ta viết bảo các bạn viết từ số 1 đến số 20, các bạn đừng có đền thêm số 0 vào nhé. Tiếp theo chuyển sang câu số 5. Ai chưa xong câu số 4, các em có thể dừng lại để làm cho xong. Ta có câu số 5 như sau. Nếu đúng thì các em ghi chữ D, mà sai thì các em ghi chữ S vào. 71cm cộng với 25cm. Cùng đơn vị là cm rồi. Đây, cùng đơn vị là cm rồi. Thì các em lấy phần số 71 cộng với 25. Chúng ta cùng nhẩm theo hàng ngang này. 1 cộng 5 bằng 6, viết 6 đúng rồi này. 7 cộng 2 bằng 9, viết 9 đúng rồi này. Đơn vị phía trước là cm. Đây, thì đơn vị phía sau là cm, cái này đúng. Các em ghi chữ D vào. Chữ D vào đây. Tiếp theo, 23cm cộng với 12cm. Ở đây, đơn vị là cm, nhưng ở phần kết quả lại không có đơn vị. Không có đơn vị. Thì cái này là sai các bạn nhé. Chúng ta bắt buộc khi mà cộng mà có đơn vị thì ở phần kết quả phải có đơn vị. Còn ở đây là phần số thì lấy hàng đơn vị là 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. 2 cộng 1 bằng 3, viết 3. Thì cái này thì cộng đúng rồi nhưng mà không có đơn vị. Không có đơn vị thì cũng là các em ghi sai vào nhá. Bắt buộc phải ghi đơn vị. Tiếp theo nó bị thiếu mất đơn vị đấy. 17cm trừ đi 6cm bằng 12cm. Các em nhìn thấy đơn vị đúng chưa? Cm, 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 đúng rồi này. Các em lấy 17 trừ đi 6 thì phải bằng 11 chứ không phải bằng 12. Như vậy ở đây sai cái này này. Đấy. Đây phải là bằng 11cm. Cái này sai. Tiếp theo, 94cm trừ đi 91cm bằng 3cm. Đơn vị cm này thì phía trước cm, phía sau cm, đơn vị đúng rồi này. Đấy, đơn vị đúng rồi. Lấy 94 trừ đi 91 thì bằng 3, cái này cũng đúng rồi. Như vậy, đơn vị đúng, kết quả của phép trừ đúng, nên phép tính này là một phép tính đúng. Ai chưa xong, các bạn hãy dừng lại để tiếp tục làm cho xong. Cô chuyển sang bài tiếp theo như sau. Sau bài tiếp theo như sau. Trên dây phơi, mẹ có 23 chiếc áo và quần. Tức là cả áo và quần thì có 23 chiếc. Trong đó số áo là 10 cái. Vậy số quần là bao nhiêu cái? Như vậy muốn biết số quần là bao nhiêu cái thì các em sẽ lấy tổng số cái áo và số cái quần, tức là lấy 23. Các em trừ đi số cái áo, tức là trừ đi 10. 23 trừ đi 10 thì kết quả sẽ bằng 13. Như vậy có 13 cái quần. Các em sẽ khoanh vào, đáp án đúng chính là đáp án D. Sang câu tiếp theo. Yêu cầu các bạn điền số vào các cái ô vuông. Các em nhẩm 60 trừ đi 10 thì bằng 50. Như vậy 50 thì các em sẽ điền vào đây là số 50. Tiếp theo 50 trừ đi 20 thì sẽ bằng 30, các em sẽ viết số 30.
Tiếp tục nữa. 5 cộng với 41 bằng bao nhiêu? Các bạn điền vào đây. Cái này các em nhớ đặt phép tính cho đúng nhé. 5 này. Kem cộng với 41 này. 5 này là hàng đơn vị thì các em phải viết thẳng cột với chữ số 1 hàng đơn vị nhé. Đấy. Rồi chúng ta cộng theo thứ tự từ phải sang trái. Ta có 5 cộng 1 bằng 6, viết 6, 4 hạ 4 viết 4. Kết quả bằng 46. Như vậy 46, đây các bạn sẽ viết 46. Rồi tiếp tục lấy 46 trừ đi 35 bằng bao nhiêu, điền vào đây. Vậy bây giờ lấy 46 trừ đi 35. Đây. 46 các bạn trừ đi 35. Đúng chưa? Ta cũng trừ hàng đơn vị trước. Viết số 46 xuống dòng viết số 35 sao cho hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị hàng chục thẳng cột hàng chục. Đặt dấu trừ ở giữa, dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Chúng ta trừ hàng đơn vị trước, 6 trừ đi 5 bằng 1. Sang hàng chục, 4 trừ 3 bằng 1. Kết quả của phép trừ bằng 11. Như vậy ở đây sẽ bằng 11. Các em lấy 11 cộng với 12 được kết quả điền vào đây. Ta cộng hàng đơn vị trước này, 1 cộng 2 bằng 3, viết 3. Sang hàng chục, 1 cộng 1 bằng 2. Như vậy được kết quả 23. Lấy 23 cộng với 4 thì bằng 27. Các bạn viết vào đây. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được câu số 8. Ai chưa xong các bạn hãy dừng lại để tiếp tục làm cho xong. Chuyển sang câu số 9. Câu số 9 yêu cầu các bạn là nối thời gian làm việc của bạn Nam. Chúng ta có bức ảnh đầu tiên ở đây là bức ảnh bạn Nam đang đến trường. Đây là trường học, bạn Nam đang đi đến đường. Đây là buổi sáng bạn Nam dậy tập thể dục. Đây là bức ảnh bạn Nam buổi tối đi ngủ. Buổi tối bạn Nam đi ngủ. Đây là bạn Nam đang ăn cơm buổi trưa. Như vậy bạn Nam sẽ đi đến trường lúc 7 giờ sáng. Bạn Nam đi đến trường. Các em sẽ nối đến 7 giờ sáng. Vì sao biết 7 giờ? Kim ngắn chỉ đến số 7, kim dài chỉ đến số 12. Bạn Nam dậy tập thể dục lúc mấy giờ các em? À, bạn này sẽ dậy tập thể dục lúc 6 giờ. 6 giờ dậy tập thể dục, kim ngắn chỉ đến số 6, kim dài chỉ đến số 12. Các bạn sẽ nối như thế này. Tiếp theo, bạn Nam đi ngủ. Bạn này đi ngủ lúc 9 giờ tối. 9 giờ tối khi kim ngắn chỉ số 9 và kim dài chỉ đến số 12. Như vậy đây chúng ta sẽ nối. Rồi, bạn Nam và một bạn nữa ăn cơm đúng không? Ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa lúc 11 giờ. Như vậy ăn cơm trưa thì sẽ là kim ngắn chỉ đến số 11 và kim dài chỉ đến số 12 đấy các em. Như vậy là đã xong được thêm bài tập số 9. Bạn nào chưa xong, hãy dừng lại để tiếp tục làm cho xong các em nhé. Cô và các bạn sẽ chuyển sang cái bài tập cuối cùng, đó là bài tập số 10. Ta có bài tập số 10 như sau. Yêu cầu các bạn là nối phép tính với kết quả đúng. Như vậy, để nối được phép tính thì các em phải đặt các cái phép tính này ra ngoài giấy nháp. Chúng ta tính kết quả, sau đó chúng ta sẽ nối đến. Phép tính đầu tiên 67 trừ đi 21, các em đặt phép tính ra ngoài giấy nháp. Viết số 67 trước. Xuống dòng viết số 21. Sao cho hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với hàng chục. Đặt dấu trừ vào giữa và dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Các em trừ hàng đơn vị này. 7 trừ đi 1 bằng 6. 6 trừ 2 bằng 4. Như vậy kết quả này bằng 46 đấy các em. Kết quả phép trừ bằng 46. Ở đây không có kết quả 46 nên chúng ta sẽ không nối nha. Cái này sẽ không nối. Tiếp theo 34 cộng với 44. 34 cộng 44. 34 kem cộng với 44. Đấy. Nếu có thì các em mới nối mà không có thì các em sẽ không nối nhá.
Ta cộng hàng đơn vị trước, 4 cộng 4 bằng 8. Sang hàng chục, 4 cộng 3 bằng 7. Như vậy, kết quả bằng 78. 78 ở đây cũng không có số nào là 78 cả. Tiếp theo, 78 trừ đi 35. Kem cũng đặt phép tính ra 78 các bạn trừ đi 35. Ta có 8 trừ đi 5 bằng 3, viết 3. 7 trừ đi 3 bằng 4, viết 4. Kết quả của phép trừ này bằng 43. Ở đây không có kết quả nào bằng 43 cả. Không có cái nào bằng 43 hết. Tiếp theo, 21 cộng với 11. Ta có 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 1 bằng 3. Như vậy cái kết quả này bằng 3. Bằng 32. Cô xin lỗi các bạn, bằng 32. Các em hoặc là các em đặt tính theo hàng dọc thì các em thấy 21 cộng với 11 bằng 32. Như vậy đây chúng ta sẽ nối cái kết quả 32 đến số này. Còn ba cái phép tính này, các em tính ra phép tính đầu tiên bằng 46 này. Đây các em có thể lấy bút chì các em ghi vào. Đấy, cái này các em tính ra bằng 78 này. Các em vừa tính ra lúc nãy cô đặt tính cho các bạn cái này bằng 43 này, đúng không? Còn cái này chúng ta tính bằng 32 này. Như vậy 46 thì không có số nào 46 không nối này, 78 cũng không có này, 43 cũng không có này, chỉ có số 32 thì xuất hiện đây thôi. Như vậy chúng ta sẽ nối đến đây. Được chưa? Đấy. Như thế này là trên đây cô và các bạn đã vừa làm thử một cái đề thi cuối học kỳ 2 của môn toán lớp 1 rồi đấy các em. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Ủng hộ cho cô thì hãy giới thiệu bạn bè của các em vào YouTube gõ từ khóa kênh Mít Hạnh để xem các video mới ở trên kênh của cô. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.